Em làm gì đấy? Ngồi yên đi, để anh còn chép bài. À, em bị mũi đốt em mà. Cường, em đưa tài liệu đây. Em không có. Thì lấy đâu ra mà đưa cho cô ạ? Em tưởng là em sẽ giở trò qua được mắt của tôi à? Em nói rồi, em không có. Chính mắt tôi đã nhìn thấy em gian lận trong thi cử, sử dụng tài liệu. Bây giờ tôi đề nghị em nộp bài rồi đi ra khỏi phòng thi ngay. Này cô Trang, em nghĩ là cô nên đeo cặp kính của mình vào để nhìn cho rõ đi. Chứ tôi thấy hai mắt của cô ấy có nhiều đờm lắm rồi đấy. Em ăn nói với giáo viên như thế à? Em đi ra khỏi lớp ngay. Đi ra? Được thôi, để tôi xem cô ăn nói với cả bố tôi thế nào. Cô nên nhớ, bố của tôi là hiệu trưởng, còn cô chỉ là cấp dưới thôi. Em đừng lo, có cô ở đây rồi em không việc gì phải sợ hết. Sau giờ thi em gặp cô rồi chúng ta nói rõ về chuyện này. Còn bây giờ tập trung làm bài đi. Dạ vâng ạ. Mẹ kia, đèn thế không biết. Được thôi, tao mà đã không được thi thì tất cả chúng mày cũng không được thi. Các em bình tĩnh, bây giờ các em di chuyển ra khỏi lớp và nhớ là thực hiện theo đúng những cái gì các em đã được huấn luyện. Đi đi, ra ngoài đi. Để cô đưa em về trước khi cậu ta tìm được em. Cô Giao Trang, tại sao cô lại đuổi thằng con trai của tôi ra khỏi phòng thi? Thầy hiệu trưởng, bởi vì tôi bắt được em Cường gian lận trong phòng thi ạ. Này cô Trang, cô đang nói cái gì vậy ạ? Rõ ràng là cô và em đều biết đây không phải là sự thật. Nếu mà cô vẫn khăng khăng là em gian lận ở trong phòng thi thì cô có bằng chứng không ạ? Bố phải đòi lại công bằng cho con ạ. Cái chuyện này thì cô giải thích như thế nào nhỉ? Bị đuổi ra khỏi phòng thi khiến nó phải thi lại và bị đối xử như là một kẻ gian lận. Là do tôi đã bắt nhầm em Cường. Thành thật xin lỗi thầy, xin lỗi em Cường. Nhưng cũng thật may mắn, bởi vì buổi thi ngày hôm nay kết quả không được công nhận vì đã có tiếng chuông báo cháy vang lên ạ. Cả lớp sẽ thi lại và kết quả thi của ngày hôm đấy em Cường sẽ được công nhận ạ. Đây là công việc, cô không thể lơ là và phạm phải cái sai lầm đó thêm một lần nào nữa đâu. Cường, bạn Oanh đâu? Cô ta sao? Cô ấy hơi mệt nên chắc không đi học được đâu. Em đã làm gì bạn Oanh rồi? Cô tò mò hay sao? Đấy, tò mò như thế không tốt đâu. Tốt hơn hết đấy là cô tránh xa cô ấy ra. Thưa thầy hiệu trưởng, con trai của thầy có hành vi bạo lực ạ. Cô Trang giận quá mất khôn rồi nhỉ. Vào cửa phòng tôi mà cũng không cần gõ cửa luôn. Nhưng mà cũng không cần phải nói cái chuyện về con trai tôi nữa. Vì em Oanh đã đến đây kể hết mọi chuyện cho tôi rồi. Mọi chuyện? Là chuyện gì vậy ạ?
Em Oanh đã nói với tôi ấy, chính cô là người dụ dỗ em vào con đường bán dâm. Và em mới không đồng ý thì cô ấy đem cái thành tích học tập ra để dọa nạt, thậm chí là còn hành hung cả em ấy. Sao lại có chuyện như vậy được ạ? Tôi không hề làm ra những việc đấy. Cô là cô giáo, em mới là học sinh. Sao mà cô có thể làm ra cái chuyện này ngay ở trên cái ghế của nhà trường được? Thưa thầy hiệu trưởng, tôi không hề làm ra những việc đấy. Tất cả mọi chuyện đều là do con trai của thầy dàn dựng. Cô không được lôi con trai tôi vào cái việc này. Nó không có liên quan gì cả. Cô tạm trời tạm phần thì em Oanh đã không làm ầm lên với công an. Chứ nếu không, không chỉ cô mà cả cái nhà trường này sẽ bị ảnh hưởng. Thưa thầy hiệu trưởng, thật sự là tôi không hề làm chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều là do con trai của thầy dàn dựng và ép em Oanh phải nói như vậy mà. Cô không được nhắc đến con trai tôi nữa. Ngày hôm nay là cái ngày làm việc cuối cùng của cô. Cô đã bị đuổi việc. Nhưng mà... Không có những nhị gì hết. Đuổi việc là đuổi việc. Cô có nói gì cũng không có thay đổi gì hết. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi. Mình phải chấm cho xong cái chỗ bài kiểm tra này. Tại sao anh có thể sai cái lỗi chính tả cơ bản như thế này nhỉ? Có lẽ nào đây là tín hiệu cuối cùng của em ấy. Không ổn rồi. Thưa thầy hiệu trưởng, bài thi của em anh có vấn đề ạ. Thôi thôi, cô có đừng làm phiền tôi nữa. Mà tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Thưa thầy, tôi đến đây thật sự là không phải vì chuyện đấy. Thầy thử nhìn bài thi của em anh đi ạ. Nó có vấn đề. Khi mà chúng ta ghép những cái từ này lại với nhau thì có thể ra một lời cầu cứu của em Oanh đấy ạ. Tôi nghĩ là em Oanh đang có ý định không hay ạ. Không thể như thế được. Chúng ta cần phải ngăn cô bé lại. Đây có thể là sự trùng hợp thì sao? Thưa thầy, Cường đã dồn em Oanh đến chân tường rồi đấy ạ. Thưa thầy, có vấn đề gì sao ạ? Thuốc của tôi, người nào đã lấy hết thuốc của tôi rồi. Ta là hoàng tử, ta đến đây để gặp nàng, công chúa của ta. Nàng công chúa của ta đây rồi. Cuộc sống cứ thế tiếp tục diễn ra, còn cuộc sống của tôi thì phải dừng lại rồi. Bởi vì chị có làm như thế, tôi mới không phải ở bên cạnh người như anh nữa. Trời, em bị làm sao đấy? Câu đó làm gì có trong kịch bản đâu. Em dừng lại đi, đừng có làm như vậy. Cô làm cái gì vậy? Cô mặc kệ em đi, mạng sống của em là do em tự quyết định mà. Em bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ giải quyết. Nhưng mà bằng một cách khác, chứ không phải bằng cái cách tiêu cực như thế này. Tiêu cực á? Này, cô bị giả hơi à? Tại sao cô lại cố tình làm ra những chuyện như này? Em không còn yêu anh nữa. Em đi theo thằng nào? Em đi theo thằng nào đôi mau! Hả? Bỏ em ra. Có tức là cô tránh qua một bên đi. Kiểu bố, sao bố lại đánh con? Con là con của bố, bố phải bảo vệ con. Tốt nhất là bố đuổi ngay việc cô này đi. Cụ đi theo tôi. Bỏ tôi ra. Tôi không muốn nói dối nữa. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không để anh ảnh hại đe dọa tôi nữa đâu. Oanh à, Oanh nào, Oanh à, anh vào đây, anh hứa, anh sẽ không làm em đau nữa đâu, chỉ cần em đi theo anh thôi, anh hứa.
Anh sẽ bảo vệ cho em, anh sẽ không làm em đau khổ nữa. Đây là việc của con, bố đừng có xía vào. Bố đã chứng kiến và hiểu được câu chuyện rồi. Còn mày, mày phải chịu toàn bộ mọi hình phạt vì đã làm thế với con mẹ. Bố tôi thấy là sao ạ? Cô Trang, tôi đã dạy con trai mình không tử tế. Xin lỗi cô, cô đúng là người thầy tuyệt vời. Mày, về. Kiểu bố, tại sao bố lại nghe lời cô ta, sao lại không nghe lời con ạ? Mày, còn mày ấy, biết sai mà lại không chịu sửa sao? Về đây. Kìa, bố, kìa, bố bỏ con ra. Không sao rồi, em đã an toàn rồi. Em xin lỗi cô, em làm cô phải thất vọng rồi ạ. Em không làm cô thất vọng, bởi vì em đã gửi cho cô một tín hiệu để cô biết mà giúp đỡ em. Như vậy là đủ rồi. Em cảm ơn cô.